cái Zoombie đó là một cái tài khoản xếp hạng nó rất là khắt khe của TikTok. TikTok nó coi những cái tài khoản đấy tài khoản vô giá trị, nó sẽ loại bỏ và các anh chị có muốn làm nữa cũng không bao giờ lên được. Và cái tiêu chuẩn xếp hạng thứ hai đó là tiêu chuẩn gì? Đó là tiêu chuẩn chất lượng kém. Đó, nó bao gồm là gì? Những cái video gần đây lượt xem nó chỉ 100 đến 200 lượt xem. Thế các anh chị xem ở kênh của mình, những cái video gần đây 6 đến 7 video hoặc là một tuần gần đây, đó thì là nó có cái lượt xem có phải 100, 200 lượt xem không? Thì cái nguyên nhân chủ yếu thì nó là ở cái nội dung chất lượng kém. Nội dung của mình nó gọi không hay thì nó chung chung quá, nhưng mà nó chẳng có giá trị gì cả. Đấy, hay là tạp nham, thập cẩm, nhảm nhí. Đấy, hoặc là không thống nhất về chủ đề, hoặc là không đi tương tác kênh, các bạn không phát tín hiệu cho TikTok hiểu được rằng là các bạn là một kênh người dùng, mà chỉ là một người gọi là vào đi làm video rồi đăng lên thôi, rồi thỉnh thoảng vào xem lượt view, thì các bạn cũng không có cái sự tương tác như thế, cũng rất là khó. Thì phương án là như này: xóa, hoặc nếu mà muốn làm ấy thì nó lâu, chúng ta lại phải phát tín hiệu lại cho TikTok nó hiểu được là chúng ta bắt đầu làm lại, bằng cách là các bạn có thể ẩn đi những cái video, ẩn đi những cái hoặc là xóa đi, hạn chế xóa ít cũng được, còn không thì các bạn ẩn chế độ riêng tư những cái kênh, những cái video mà nó không hợp với chủ đề hay nó vi phạm thì ẩn, và chúng ta làm lại, thì chúng ta sẽ phải mất khoảng nửa tháng đến 20 ngày để phát tín hiệu lại cho TikTok nó hiểu được là cái kênh của mình đang cái chủ đề gì và có nội dung gì để giá trị đó. Còn nếu mà sau khoảng một tuần mà nó không lên, nếu làm rồi ngon rồi sau một tuần không lên thì quá lâu rồi, chúng ta bỏ nó đi đấy và lập cái kênh mới.